hóa giải nghi án người phụ nữ bị phóng hỏa, cướp 500 triệu đồng. Cơ quan công an vào cuộc điều tra đã bắt thông tin một phụ nữ bị chặn xe, tạt xăng đốt trên đèo và bị cướp 500 triệu đồng ở Lâm Đồng. Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, thông tin về việc người phụ nữ bị phóng hỏa, cướp 500 triệu đồng ở huyện Di Linh hoàn toàn không đúng sự thật. Theo Đại tá Huy, không có cơ sở về một vụ án phóng hỏa đốt người, cướp tài sản giữa quốc lộ như tin báo của người dân và bị hại. Trước đó, vào ngày 25 tháng 6, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc người dân khi đi trên quốc lộ 28, đoạn qua xã Vung Ré, huyện Di Linh phát hiện một phụ nữ bị cháy, bỏng ở phần ngực, lan xuống cổ, hai cánh tay. Theo thông tin đăng tải, khi đang đi trên đường, chị D bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt, bịt khẩu trang, chặn đường, tạt xăng lên người và xe máy rồi châm lửa đốt. Đối tượng đã lấy đi số tiền 500 triệu đồng để trong túi, treo trên xe máy của chị D rồi bỏ trốn. Tự phóng hóa vì khoản tiền vay 500 triệu đồng. Về nội dung vụ việc, Thượng tá Nguyễn Quốc Trường, trưởng công an huyện Di Linh cho biết, đương sự trong vụ việc là Nguyễn Thị Thùy Đê, sinh năm 1991, trú phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc. Ngay khi tiếp nhận tin báo từ người dân, cơ quan điều tra công an huyện Di Linh đã khẩn trương tiến hành làm rõ. Đến nay, chúng tôi khẳng định không có việc cô Đê bị đốt, khả năng do phía cô Đê tự gây vì động cơ, mục đích cá nhân, vụ việc chưa có kết luận, cần thời gian làm rõ thêm, Thượng tá Trường cho hay. Còn theo thông tin từ đội cảnh sát điều tra công an huyện Di Linh, Nguyễn Thị Thùy Đê đã ly hôn, có hai con. Đê được một người bạn cho vay số tiền 500 triệu đồng, Đê sau đó chuyển cho một người bạn khác vay. Sau khi đi Bình Thuận trở về thành phố Bảo Lộc, do có kế hoạch trước, Đê mua một ít cồn, chủ ý tạt vào ngực đốt và kêu cứu bị kẻ lạ đốt, cướp mất số tiền 500 triệu đồng. Khi đến xã Vung Ré, Di Linh, Đê thực hiện ý đồ trên, nhưng do lượng cồn đổ nhiều hơn mức dự tính, vụ tự phóng hỏa xảy ra gây bỏng nặng trên diện rộng cơ thể ngoài dự kiến. Đến nay, sức khỏe đương sự còn yếu, chưa khai báo đầy đủ động cơ, nguyên nhân tự gây cháy cho mình. Tuy nhiên, với những kết quả điều tra thu thập được, cơ quan công an xác định không có vụ án đốt, cướp